Làng Vũ Đại, ngôi làng có Chí Phèo Thị Nở, nổi tiếng với tên tuổi nhà văn Nam Cao, nay lại nổi danh với món ăn đẫm quốc hồn quốc túy, món cá kho, với bí quyết chế biến gia vị cổ truyền, thưởng thức một lần sẽ không thể quên. Đến đầu làng đã thấy mùi thơm rất lạ của món cá kho đặc biệt này. Cũng vị thơm ngậy của cá nhưng lại khác hẳn với mùi vị cá kho thông thường. Cá kho của làng Vũ Đại, xương thịt quyện vào nhau, khi ăn không phải bỏ đi tí nào. Chẳng thế mà những người sành ăn phải đặt trước đến hàng tháng mới có được niêu cá của làng Vũ Đại. Những ngày giáp Tết, nhiều Việt kiều đến tận nơi mục sở thị cách chế biến và đặt mua. Qua coi như là một số anh em bạn bè giới thiệu ở Vũ Đại này có món cá cổ truyền rất là ngon, thì hôm nay tôi nhân tiện lên đây là tham quan và xem và đặt một số để về ăn Tết, mang một số sang bên Nga để làm quà. Tôi nghe thấy ở trên có một cái làng kho cá cổ truyền thì mấy anh em tò mò lên mua về ăn thử. Khi đưa về nhà ăn thử thì từ già đến trẻ đều không chê được. Hôm nay tôi lên đặt ở đây là 20 nồi về ăn Tết và làm quà cho bạn bè. Để có được một niêu cá như thế này thì người ta phải đun từ 12 đến 27 tiếng, tiêu tốn khoảng 15 đến 25 kg củi. Loại cá được chọn nhất định phải là cá chấm đen, mình dùng cá bống, đầu hơi gù và mỗi con nặng từ 3,5 kg trở lên. Nếu dùng kho cá, phải đúng chất đất từ Nghệ An và Thanh Hóa, trước khi bỏ cá đều được đun qua nước sôi. Củi được dùng kho cá cũng phải là củi cây nhãn, rắn chắc mới có than giữ nhiệt đều. Tuyệt đối không đun bằng củi xoan vì cá sẽ mất hương vị. Kho toàn lửa không được, cứ thoạt đầu là phải cho lửa lên, than. Cho riêng mới chấp chua đầy đủ, xong bắt đầu chỉ có than không thôi. Các cụ dạy là cứ con với cháu cứ thế lần lần làm theo thôi. Các cụ nhà tôi thì là tầm tháng 9 đi mua cua đồng ấy, về giã nó ra lấy cái nước cốt đó và sau đó ngâm bằng cái gạo rang cho vào một cái vỏ sành. Sau 2-3 tháng nó chua rồi thì tính đúng đến thời điểm được kho cá Tết chẳng hạn. Thì lấy cái nước đó ra để đổ vào kho với cá luôn, có thể đổ ngập luôn kho cá mà không cần một cái gia vị gì khác. Ngoài hàng chục loại gia vị như sườn lợn, giềng, gừng, nước cốt chanh, kẹo đắng, có một thứ gia vị đặc biệt, đó là nước cốt tương cua. Có lẽ đây là một trong những bí quyết làm cho niêu cá có một mùi vị hết sức hấp dẫn. Trong thời gian kho cá, phải thường xuyên kiểm tra lửa và than. Thời gian cho gia vị cũng là một yếu tố quan trọng. Nếu cho sớm hoặc muộn cũng không được. Nhờ kỹ thuật kho như vậy, cá kho ở đây có thể giữ được khoảng từ 7 đến 15 ngày. Đối với người dân ở đây, thì chỉ cần ngửi mùi hương cũng có thể biết vị cá mặn hay nhạt, và còn rất nhiều yếu tố không thể nhắc hết với niêu cá đặc biệt này. Món ăn truyền thống mà trong cái bối cảnh mà nó bận rộn, mà kho cái kiểu truyền thống này thì các cái gia đình là không có làm được. Và cũng mong cái gia chủ ở đây phát huy hơn nữa và làm được rất nhiều cái món đặc sản, đặc biệt cái món này để mang đến cho cái bản sắc dân tộc của mình, cũng như là cái món ăn truyền thống của mình được nó duy trì được mãi. Năm nào cũng vậy, cứ bắt đầu từ khoảng 18 tháng Chạp, làng Vũ Đại nhộn nhịp hẳn, khách từ các nơi đổ về đặt hàng liên tục để kịp có cá cho ngày Tết. Niêu cá của làng Vũ Đại quả là một món ăn thấm đẫm hồn dân tộc.